Rồi anh thấy như thế nào? Cái bài này là cái âm vực nó rất là khó anh, tại em cũng hát rồi em biết mà. Hơi rộng Nó mới đầu rất là thấp mà lên mà chỗ cao. sau lại quá cao. Thấy thấp sát muôn. Dạ thưa anh á, nếu mà khó đó thì mới là thử thách. Chứ còn nếu bây giờ chúng ta chọn một con đường an toàn, dễ thì đấy là một câu chuyện khác. Dạ, em biết rồi. Em để giải thích cho cô Gia Ly, tại vì cô Gia Ly này là em đoán là cổ hay phiêu đó, lơi nhịp đó. Thành ra là như cô muốn phiêu phiêu đó anh. Thành ra Dạ nhiều dạ khi dạ phiêu vâng. quá cái anh cảm tưởng là cổ bị kéo trì lại đó. Và không 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 cô có thể là cô không để ý đến cái vấn đề mà nhiều khi chỉ những người mà tôi nghĩ là có kinh nghiệm hát với ban nhạc sống nhiều đó thì sẽ hiểu là cái đoạn giữa thường thường đó là nếu bây giờ mình dùng cái máy đo đó thì mình sẽ thấy là trước khi mà nó điệp khúc trước khi mà nó cao trào nó lên đó thì có một cái chút xíu đó nửa nửa ô thôi người ta chậm lại để mà chuẩn bị cái đà mà nó nhảy lên cái kia cho nó thật là khí thế Dạ. đó. Nếu mà bạn cảm thấy là bạn nhạy cảm với cái chuyện đó đó thì đương nhiên là cái điện của bạn và điện của ban nhạc sẽ móc nối. Cảm ơn. Xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Một thử thách không dễ dành cho các cô gái của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả của ban giám khảo.